Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách lựa chọn các cái dữ liệu bên trong một ô, một dòng và một cột. Và để dễ dàng lựa chọn các cái điều kiện này thì chúng ta sẽ chọn như sau. Tại tab Home, tôi chọn Paragraph và tôi click vào mục Show and Hide. Như vậy là chúng ta thấy nó sẽ hiện ra những cái ký tự rất là đặc biệt, thể hiện các cái lệnh của chúng ta. Bây giờ để chọn dữ liệu trong một ô, tôi ra chuột đến ô góc dưới bên trái. Như bạn thấy là con chuột của tôi đang có một cái mũi tên màu đen đậm. Lúc này tôi có thể chọn ô bằng cách click chuột vào. Như vậy tôi đang chọn cái ô này. Giả sử tôi muốn chọn hai ô, tôi sẽ nhấn giữ chuột và kéo qua bên ô thứ hai hoặc ô thứ ba nếu ta muốn. Như vậy là ba ô đã được chọn. Để chọn một cái dòng, ta tại đầu dòng, ta thấy con trỏ chuột đang có mũi tên hướng như thế này, ta click chuột. Và như vậy là dòng của chúng ta đang được chọn. Để chọn cột, bạn lên phía trên, bạn thấy là mũi tên đen đậm sổ xuống theo chiều xuống dưới. Như vậy là click chuột vào thì bạn sẽ chọn được nguyên cột phía dưới này. Và sau khi đã chọn được cột hoặc dòng thì bạn có thể thực hiện các lệnh như xóa, nối. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lệnh nối hai ô lại với nhau như thế nào. Giả sử tôi muốn nối hai ô này và ô này lại thành một ô thì tôi sẽ chọn hai ô này. Và để chọn hai ô thì ta sẽ thực hiện như thao tác vừa rồi, đó là rê chuột đến có mũi tên phía dưới, click chuột và kéo qua ô thứ hai. Như vậy là ta đã chọn hai ô này. Và bây giờ để thực hiện comment thì tôi sẽ nhấn chuột phải để ra menu ngữ cảnh và tôi chọn merge cell. Như vậy là ta thấy hai ô này đã được nối lại với nhau. Bạn có thể click vào mục Show Hide để bỏ các cái ký tự comment. Bây giờ tại ô này tôi muốn insert một cái table vào trong ô này thì tôi cũng thực hiện tương tự như việc insert table một cách bình thường, là chọn menu Insert, chọn Insert Table. Tôi có thể chọn Draw hoặc tự động vẽ phát sinh, hoặc là tôi nhập số dòng số cột mà tôi muốn, hoặc là sử dụng width table. Như các bạn thấy thì trong đây thì tôi đã chọn được dữ liệu và tôi insert một cái width table và các bảng của tôi là vẫn như cũ. Như vậy là từ đầu bài đến giờ chúng ta đã khảo sát được cái cách thêm thao tác với table. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chọn các style cho table này. Bây giờ tôi sẽ click chuột lên table và tôi chọn mục design. Ở đây tôi sẽ chọn table style và tôi chọn cái border. Giả sử ở đây tôi muốn cái border đậm hơn thì tôi có thể chọn border. Và tôi chọn tính năng border and shading. Ở đây thì tôi sẽ chọn cái quay của mình là cái độ rộng của đường viền, ví dụ như tôi chọn độ rộng là 6 pixel. 6 point. Tôi ok. Như vậy là tại cái ô chúng ta đang chọn này, tôi chọn border, tôi chọn border and shading và tôi chọn y bằng 6. Tôi ok. Thì như vậy là bạn thấy hai ô chọn đã được có cái border rất là đậm như thế này. Giả sử tôi sẽ chọn một cái style khác. Như vậy thì tôi sẽ bôi click vào cái mũi tên bốn hướng và chọn style. Ở đây có rất nhiều style có sẵn thì ta có thể chọn style mà mình mong muốn. Hoặc là mình có thể tạo mới một style và mình lưu cái style này lại để lần sau sử dụng. Bây giờ tôi chọn một cái mẫu style có sẵn, ví dụ như style này. Như vậy là bạn thấy là tôi có những cái style màu xanh và màu xanh nhạt. Và trong Word này còn hỗ trợ chúng ta một tính năng là giả sử bạn thấy các cái dòng này đang ngăn cách, chẳng lẽ là một dòng nhạt, một dòng đậm, một dòng nhạt, một dòng đậm. Thì để bỏ tính năng này thì tôi click vào mục Bend Draw. Thì như vậy các bạn thấy là các cái hàng nó đều có cái style, cái màu nền là như nhau. Và tương tự như vậy thì tính năng Bend Column khi check vào chúng ta sẽ thấy là nó ngăn cách các cái cột bằng các cái cột đậm màu hơn. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái style cho mình và chúng ta sẽ lưu style này để lần sau tái sử dụng lại bằng cách chọn trong mục Table Style, tôi kéo xuống, tôi chọn New Table Style và tôi đặt tên là My Style.
Ở đây tôi xin chọn đường viền là 3 PT. Tôi chọn on border, như vậy là các đường viền của tôi bold được hết. Và tôi chọn color của mình là background color. Và border color thì tôi chọn một cái màu cam và áp dụng lại style. Các bạn thấy là khi tôi chọn màu mới thì nó chưa áp dụng trong style này, thì tôi click vào đây để bỏ border và click lại thì nó sẽ áp dụng cái màu mới. Rồi, chúng ta sẽ có thể chọn cái màu khác cho màu chữ. Ví dụ tôi chọn màu đỏ. Và chọn phông chữ cho các nội dung bên trong của chúng ta. Ở đây có hai dấu check là Only in this document và new document based on this template. Có nghĩa là nếu bạn check chọn vào đây thì cái style này chỉ áp dụng cho tài liệu này mà thôi. Và nếu bạn check vào đây thì cái style này sẽ áp dụng cho các cái tài liệu khác mà nó nằm trong cái mẫu này. Như thế thì khi chọn tính năng này thì ta tạo mới một tài liệu, ta có thể sử dụng được cái template này. Ở đây trong mục format thì chúng ta sẽ có những cái mục tổng quát hơn là những cái lựa chọn bên này. Và tôi chọn OK. Như vậy là cái My Style của tôi, bây giờ tôi sẽ áp dụng cái My Style bằng cách click lên mũi tên bốn hướng và chọn My Style. Bạn thấy là chúng ta sẽ tìm được cái My Style của mình trong mục Custom và chọn cái My Style. Những cái mẫu template nào bạn tạo thì nó sẽ nằm trong mục Custom. Ví dụ My Style, tôi click chọn My Style. Như vậy thì bạn thấy cái style tôi đã làm. Và giả sử trường hợp chúng ta lưu tài liệu này lại, sau đó tôi tạo mới một tài liệu, tôi tiến hành insert một table, sau đó tôi chọn cái style của mình là custom và chọn style. Như vậy là bạn thấy là khi tôi nhập chữ là sẽ có màu cam, đó là do style mà chúng ta đã chọn. Như vậy thì bạn có thể thiết kế một cái style sẵn, và khi sử dụng một soạn thảo một văn bản khác thì bạn chỉ việc áp dụng nó vào mà thôi, mà không cần phải định dạng lại cái style cho cái border hoặc là nội dung trong table của chúng ta nữa. Ở đây tôi xin được kết thúc phần trình bày về cách sử dụng table. Và trong toàn bộ bài này thì chúng ta đã khảo sát về rất là nhiều cái cách khác nhau để làm việc với table. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.